Hello mọi người, ở đây tất nhiên là em nó dẫn vào cho mình biết mình tham quan cái một cái bến phà cũ của cầu Mỹ Thuận ngày xưa. Tất nhiên là bây giờ họ không còn xài nữa, nhưng mà có thể là ít xài chứ không phải là không còn xài nữa, để vận chuyển những cái trang thiết bị mà thuộc về hàng nặng thì ta đi phà. Nếu đi qua cầu không được thì ví dụ như 100 tấn hoặc là những cái gì đó mà thuộc thiết bị hạng nặng thì ta đi qua phà này. Thì hàng này nó giới thiệu cho mình biết đây là một cái bến phà cũ của ngày xưa vẫn còn giữ chứ không phải là phá bỏ. Rồi xong hết cái này rồi bắt đầu mình mới đi lên cái chỗ cái cầu Mỹ Thuận thôi mà. Đó, anh thấy cái trụ đó là cầu Mỹ Thuận 2 đó không? Là nó đang xây dựng rồi đó không? Đang xây dựng được cái một trụ chữ A rồi đó không? Đó, Thấy cái rồi, đó thấy đó, rồi, đó thấy rồi, thấy cái rồi. chớp đó Đây, đó. cái chỗ nó đang xe ô về cầu Mỹ Thuận 2 hả? Là đang xây dựng đó. Ok. Ở đây là cái Bắc, ở đây gọi là Bắc Mỹ Thuận thì Bắc đúng Mỹ Thuận hơn, đó ngày cái xưa Bắc thì gọi là đúng Bắc hơn. Mỹ Thuận đó. Đó cái trụ đó nào. Cái này cái đường vào Bắc Mỹ Thuận là đi phà đó, Đi cái phà về ngày kỳ xưa. xưa đều đi phà qua đó. Bây giờ nó hết rồi, nó làm công trường anh. Vậy Bây hả? giờ Hay, ok, nó thôi mình cấm đi rồi. ra. Nó Mình đi xong rồi ra, đó. qua mình vòng lại mình đi lên cầu ha. Đó, đó nó làm công trường luôn nè. Bây Đó, giờ làm công xong về trường. dưới xong rồi. Nó làm công trường. Bến phà Mỹ Thuận này nó hoạt động được là 100 năm á anh, Đúng rồi, 100 năm. 100 năm. Thì nói chung là cái bến phà Mỹ Thuận này theo nó đọc đọc sách đọc báo thì nó đi vào cái ký ức của người dân rất là lâu Đúng rồi, rồi, ngày xưa. ở đó nó kèm theo văn hóa ẩm thực nữa, tới khi Hai là cái người bến ta vẫn phà có đồ ăn ngon lắm Tuấn ạ. người ta vẫn nói là ở tới Bắc Mỹ Thuận là ăn nào là những cái món ăn vặt của hai bên đường, nào là Đúng rồi đó, chim những cái sẻ đặc sản nướng rồi đủ món ăn đủ thứ loại, nhưng mà bây giờ mất hẳn đó rồi. Nhưng mà vừa chuột rô ti đại khái, chuột nước, chuột rô ti đầy đủ, nhưng mà mình nghĩ chắc là cũng không phải đâu, bây giờ nó không còn bán Bắc Mỹ Thuận nữa giống như cũ nữa, nhưng mà chắc là vô quán rồi có hết chứ gì làm gì không có, phải không? Nó chỉ có thay đổi địa điểm thôi, làm gì có, nó là đặc sản ở miền Tây làm sao mà không có được, đúng không? Thế mới công nhận là cái cuộc sống bắt đầu từ ra khỏi cái thành phố mà thấy ở đây họ sống dung dị quá, người nào người nấy thấy nó an bình, thấy cái cuộc sống nó chậm lại ha, không có thấy sư bộ không có cái chỗ mà. Nhưng mà ở đây thường thường đa số dân đây là họ sống, nếu mà gần với họ sống bằng cái nghề làm nông hả, Làm nông, làm nông, làm vườn, làm vườn, lá ở đây xong trồng rồi hoa hoa đồ bất cái vườn gì mà rồi. trồng trọt, nói chung là trồng trọt. Sao
hoa vàng hai bên đẹp quá. Hoa gì không biết. Cao quá ha. Cầu này cầu kêu bằng cầu dây, cầu băng dây. Đây bắt đầu qua cầu Mỹ Thuận đây. Để coi thế lần đầu tiên mới đi qua. Oh wow. Đẹp ha. Oh. Đây đổ. Oh, cầu dây. Ờ bên kia thì có một cái cầu sắp sửa nó xây, cầu là Mỹ Thuận 2. Đang bắt cầu 2. Ờ. Ờ cầu bằng dây. Quá đẹp. Quá vĩ đại luôn, rất là lớn. Vậy là thứ nhất là sắp sửa có một cái cầu thứ nhì nữa rồi. Sắp sửa có một cái cầu thứ nhì nữa rồi. Tại vì cái lý do mà có một cái cầu thứ nhì nữa, bởi vì cái lưu lượng mà giao thông bên đây nó quá lớn, cho nên vì chỗ đó ta phải làm vậy. Ok thôi được rồi, vậy thì mình chiêm ngưỡng được cái cầu rồi, mình có một cái video tư liệu để mình làm vốn rồi ha. Để có ai hỏi gì về cái đi qua cầu Mỹ Thuận chưa, mình nói chưa mà thấy nhục quá, người Việt Nam mà không biết cầu Mỹ Thuận là cái gì, thấy nó sao đâu, phải không? Ok mọi người rồi.